Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện của Trần Dân trên Youtube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 28 bộ truyện Đại Kiếp Chủ. Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, truyện được dịch bởi nhóm dịch Lãng Nhân Môn, nguồn truyện dạng giới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 120 Không ai dám động đến ta Không đợi cho nghiêm cơ kịp lên tiếng, đại trận đã có biến chuyển lớn tiếng ầm ầm rung chuyển trời đất vang lên đại trận rộng lớn của tiểu trúc phong bắt đầu ngập ngụa khói mù mà loại khói mù này lại là màu tím nghiêm cơ đứng từ khoảng cách xa vẫn có thể ngửi thấy mùi khói mặt của hắn biến sắc nói như gạo lên rốt cuộc ngươi đã làm cái gì chứ trước khi vào hồ ma tức ta đã mời người về luyện chế rất nhiều đan dược kịch độc vốn là để sử dụng khi đối phó với yêu ma trong hồ ma tức không nghĩ rằng quá ra đôi lúc con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma cho nên ta đã dùng đan dược này cho ngươi mặt của phương nguyên chẳng hề có biểu cảm gì đại trận của bọn ta không phải là một tiên cơ ngự ma trận bình thường mà là âm phong tù sát trận chắc là ngươi đã từng nghe nói rồi chứ ta có nghiên cứu một chút về trận đạo này lúc đọc tiên môn điển tịch ta vô tình phát hiện ra hai loại đại trận này mặc dù nhìn thì có vẻ hoàn toàn khác nhau nhưng mà lại có rất nhiều điểm tương đồng ta đã cùng một vị sư đệ mù nghiên cứu đại trận này lớp ngoài sử dụng tiên cơ ngự ma trận tâm trận là âm phong tù sát trận nếu có người dùng cách phá trận của tiên cơ ngự ma trận mà đánh trong quá trình phá trận sẽ đánh dở một thông đạo ở giữa tiên cơ ngự ma trận lúc này trận đạo sẽ biến thành âm phong tù sát trận nhốt kẻ địch lại bên trong đương nhiên ta biết đệ tử thần tiêu phong không hề ngu ngốc muốn lừa bọn họ vào trong trận không phải là việc dễ dàng nên ngay cả đệ tử tiểu trúc phong cũng không hề biết gì đến việc này bọn họ đang phản kháng lại đệ tử thần tiêu phong là thật quân cờ ngươi bố trí ở trong tiểu trúc phong cũng cho là mình truyền tin tức chính xác nên hiện tại đệ tử thần tiêu phong bị dây là trong trận thì chỉ có tự tìm đường chết thôi Phương Nguyên rất bình tĩnh, nói từ đầu đến cuối, giống như là đang kể một chuyện nhỏ xíu, không dính kẻ rằng. Ngoài những lời này, còn là sự thận trọng khổ tâm tính toán. Nếu đám người lưu mặt chân không ở trong trận, đám đệ tử thần tiêu phong sẽ không liều mình xông vào. Nếu không có nội ứng báo tin cho bọn họ, đệ tử thần tiêu phong không dễ dàng gì mặc kệ cái đám đệ tử tiểu trúc phong đâm đầu chạy về phía quy giáp. Nếu không phải bọn hắn đã cứu được người thì sẽ không để cho đám đệ tử tiểu trúc phong rút ra khỏi đại trận mà không hề có chút dè chừng. Nhìn thì là ngăn địch từ bên ngoài, thật ra là dây địch vào bên trong. Ánh mắt nghiêm cơ lạnh lùng nhưng vẫn ép quả tim của mình lý trí lên, y vô thức lớn tiếng. Ngày thơ, đệ tử thần tiêu phong ta thực lực mạnh, lại nhiều pháp bảo, cứ xem như bọn chúng bị dây thì đã sao chứ, Người có bài ra trận đạo mạnh hơn nữa thì cũng không thể mãi mãi nhốt bọn họ ở trong đấy được. Với bản lĩnh của bọn chúng, nhiều nhất, nhiều nhất chỉ tốn thời gian một nén hương là đã có thể phá trận rồi. Y vừa nói, vừa nhìn chầm chầm vào Phương Nguyên. Y nói những lời này không phải là để cổ vũ cho chính mình. Y tin đệ tử thần Tiêu Phong chắc chắn là có bản lĩnh đó. Những đệ tử thần Tiêu Phong này đều là cao thủ mà hắn đưa tới thực lực ai nấy đều mạnh cả. Với thực lực của bọn họ, dù đại trận có mạnh hơn nữa cũng có thể phá được. Độc đàn có thể sẽ gây một chút ảnh hưởng, nhưng mà nhất định không thể gây nguy hiểm diệt toàn quân cho đệ tử thần tiêu phong. Phương Nguyên bày bố trận đạo, nhìn thì đâu ra đó đấy, xong mà thực ra đầu nặng chân nhẹ, thiếu sót vô số. Bọn họ chắc chắn có thể đánh dỡ đại trận. Phương Nguyên bình thản nói, Nói tốn thời gian một nén hương thì hơi cường điệu quá. Một đến hai canh giờ thì có thể ra. Độc đàn cũng không làm gì được bọn họ. Hắn vừa nói, nhìn sang nghiêm cơ nói khẽ. Vậy nên bên trong âm phong tù sát trận, ta đã bày thêm tụ linh trận. Lúc ta thăng chức lên chân truyền tiên môn đã ban cho ta một pháp bảo tu luyện. Nó có thể dẫn linh khí trong phạm vi dài chục dặm xung quanh vào trận đấy. Nói đến đây, Phương Nguyên dừng lại. Hắn biết rõ, nghiêm cơ nghe hiểu. Tụ linh đại trận à? Nghiêm cơ hiểu, hai tròng mắt của y kinh hãi đến suýt rớt ra ngoài. Chẳng lẽ là ngươi muốn... Phương Nguyên không đợi chỗ y lắp bắp nên cầu, hắn gật đầu nói tiếp. Nếu ở bên ngoài tụ linh đại trận dẫn vào linh khí, thì bên trong hồ ma tức, một nơi ma khí tầm tối khắp mọi nơi, thứ được dẫn vào sẽ là ma khí hắc ám sau khi vào đại trận thì sẽ bị âm phong tù sắc trận khóa lại, không thể thoát ra ngoài. Mà khí hắc ám ở trong trận càng ngày càng dày đặc, cao hơn ngoài trận gấp đôi gấp ba lần, thậm chí là gấp năm sáu lần, có khi lên đến gấp mười lần. Nói đến đây hắn hơi khựng lại, không cần phải nói xa như vậy, sau thời gian công phu một nén nhang, ma khí hắc ám ở trong đại trận sẽ gấp bên ngoài trận khoảng 4 đến 5 lần. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì đâu. Hậu quả gì? Nghiêm cơ hận là không thể bóp chết Phương Nguyên. Còn có thể hậu quả gì nữa chứ? Đó chính là đại kiếp ma khí. Bình thường, bọn họ dựa vào linh quan phù để mà ngăn khí ở trong hồ. Nếu thật sự có một lượng lớn ma khí hắc ám được dẫn vào tụ linh trận, sợ là linh quan phù sẽ mất đi tác dụng. Người trong trận chẳng mấy chốc bỏ mạng bọn họ đều là đồng môn ngươi có cần dùng thủ đoạn độc ác đến mức này để mà đối phó với bọn họ không chứ nghiêm cơ rống lên liều mạng xông về phía đại trận hắn hận phương nguyên đến chết hắn thấy phương nguyên đã trở thành một kẻ điên rồi nhưng giờ đây hắn không còn thời gian để quan tâm phương nguyên nữa hắn vội vã dạ, lao đến muốn phá vỡ đại trận từ bên ngoài nếu không chỉ trễ một khắc thôi có thể sẽ có thêm một đệ tử thần tiêu phong mất mạng. Nhưng cũng chính lúc ấy, Phương Nguyên cử động, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm sáng lóa thẳng tắp như một dải lụa dương tới. Xẹt qua khoảng đất trước người nghiêm cơ, tạo thành một rãnh sâu trên nền đất kiên cố, buộc nghiêm cơ phải dừng lại. Giờ ngươi biết chúng ta là đồng môn à? Ánh mắt Phương Nguyên sắc lạnh, hắn giơ kiếm đặt trước ngực y, thấp giọng khiển trách không thấy quá muộn rồi sao? Ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Mắt của nghiêm cơ hăng lên tia máu, y nhìn đại trận đang ngập ngụa khói đen, y không đợi được nữa. Một tiếng ầm vang lên, y hướng về phía đại trận thi triển sông trưởng. Những luồng lửa ngập tràn không trung như một con rồng lửa lao về phía trước. Chiêu này dường như đã rút cạn sức lực của hắn rồi. Nhưng con rồng lửa này lại chạy đến trước mặt Phương Nguyên, bị kiếm thế của Phương Nguyên loại bỏ sạch sẽ, người Phương Nguyên thậm chí còn không động đậy. Nghiêm cơ sư huynh, không phải huynh nói thực lực mới là quan trọng nhất hay sao? Giọng Phương Nguyên vẫn thản nhiên, xem ra với thực lực của ta mạnh hơn huynh rồi nên huynh không vượt được qua ta đâu. Nghiêm cơ gấp đến cả người, mồ hôi lạnh toát. Giờ đây hắn mới biết, không phải hắn giữ chân Phương Nguyên, mà là Phương Nguyên giữ chân hắn mạng người quan trọng rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào ma khí trong đại trận phía xa xa ngày càng dày đặc khó mà hình dung sự đáng sợ này vừa nghĩ đến cảnh đa số đệ tử thần tiêu phong bị giam trong đại trận kia tai mắt mũi miệng của nghiêm cơ đều muốn phun ra lửa y liều mạng tấn công phương nguyên trên đỉnh đầu của y xuất hiện tượng thần ảo ầm ầm đánh phủ đầu phương nguyên không khí ở chung quanh đều bị hút vào đây dưới sự tấn công điên cuồng dồn dập của nghiêm cơ người của phương nguyên được bao phủ bởi một làn khói tím dùng tử khí lưu dân quyết lấy nhu thắng cường giữ rịch lấy nghiêm cơ đối diện với sự chất vấn của nghiêm cơ giọng của hắn bình tĩnh đến vô tình quỳ xuống viết thư nhận tội cái gì người nói sằng bậy gì vậy nghiêm cơ tức giận gào lớn y bay vút lên tay cầm ngọn thương bạc thương thế như rồng rạch một đường linh quang đáng sợ, phô thiên cái địa đâm tới Phương Nguyên, giọng của y điên loạn. Phương Nguyên, đó là tính mạng của 27 đệ tử thần tiêu phong, người, người lấy đâu ra quả gan lớn đến như vậy chứ, dám bảy đệ tử thần tiêu phong vào con đường cùng mà. Đến tận bây giờ, y vẫn không thể nào tin nổi Phương Nguyên lại dám làm ra chuyện như vậy. Hắn không dám tin Phương Nguyên có thể điên khùng đến mức này. Chính là các ngươi các ngươi không thèm để ý sống chết của bọn ta trước vẻ mặt của vương nguyên hờ hững thanh kiếm trong tay của hắn như xích sắt ngang sông cản lại ngọn thương của nghiêm cơ giọng của hắn bình tĩnh đến kỳ dị ta đã bẩm báo bằng ngọc giảng cho tiên môn là ngươi đang muốn có già lâm thảo nên đã sai người đi trộm ngươi dẫn người tới trắng trợn cướp đoạt linh dược của tiểu trúc phong bọn ta bị ép phải phòng thủ thần tiêu phong bị diệt hết cũng là gieo gió gặp bão thôi. Câu này của hắn vừa thốt ra, chỉ càng làm nghiêm cơ thêm tức giận, y liều mạng xong tới. Người cho rằng trưởng lão sẽ tin ngươi sao? Nằm mơ đi! Họ không muốn tin cũng phải tin. Nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ rồi. Phương Nguyên lạnh nhạt nói, chẳng lẽ việc các ngươi lấy trộm và lam thảo không phải là sự thật à? Nghiêm cơ đột nhiên không biết đáp gì ban nãy y lệnh cho đệ tử thần tiêu phong tấn công đại trận của tiểu trúc phong cũng dùng thủ đoạn này chụp mũ đối phương trước đem mọi chuyện đổi trắng thành đen dù sao sau này về đến tiên môn sẽ cãi lại dù gì đó là chuyện sau này nhưng mà y không ngờ chưa đến thời gian uống cạn một chung trà phương nguyên đã dùng thủ đoạn này với y nói là báo ứng không sai chút nào điều mấu chốt nhất là y dùng cớ đó chỉ là gì để cứu người còn Phương Nguyên dùng cớ này để giết người. Y khăng khăng nghĩ, cớ của mình đã chân thật lắm rồi, dù sao hắn mượn cớ, cũng có một nửa là sự thật. Người nghĩ mấy cái lời ma quỷ giảo quạt này có thể lừa được ai chứ? Bây giờ, nghiêm cơ tức tối, rống lên. Người cho rằng thần tiêu phong của bọn ta sẽ dừng tay sao? Hiện tại, người không muốn dừng tay là ta mới phải. Phương Nguyên cười lạnh đến đáng sợ các ngươi gây sự trước đừng có trách ta phản kích cũng đừng lấy bối cảnh ra mà dọa ta ngươi biết bối cảnh của lưu mặt chân không hề tầm thường nhưng mà ta từng một kiếm cắm hắn lên vách đá công đức ngươi ở sau lưng hắn không ai dám động tới ta vì thứ ta tu luyện là quyền hoàng nhất ký quyết hơn nữa đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành từ giờ khi mà ta tu luyện thành công pháp quyết này hoặc đến khi thất bại thì trong tiên môn sẽ không ai dám động tới ta ta có gây nên chuyện điên rồ hơn nữa thì những kẻ ấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Lời Phương Nguyên nói ra ngay lập tức quy hiếp được nghiêm cơ. Dù những lời này nói ra nghe vô cùng ngạo mạn nhưng nghiêm cơ biết đây đúng là sự thật. Chương 121 Diệt trừ tai họa Trong tiên môn, bối cảnh, nhân mạch, địa vị đều vô cùng quan trọng sở dĩ nghiêm cơ liêu minh bảo vệ lưu mặt chân cũng là có nguyên nhân cả lúc nãy y quy hiếp phương nguyên cũng đã nhắc đến lý do này nhưng mà nghe phương nguyên xong nghiêm cơ chợt nhận ra không chỉ mình mới là người có thế mạnh tên đệ tử hàng môn trước mặt cũng có y biết những gì mà phương nguyên vừa nói đều là sự thật ngày trước lưu mặt chân từng bị phương nguyên một kiếm ghim lên vách đá công đức lưu mặt chân không phải là không muốn trả thù ngày ngày gã đều muốn trả thù phương nguyên lưu mặt chân không phải là kiểu người có thể nuốt được cơn giận này gã nghĩ không biết bao nhiêu cách để trả thù phương nguyên nhưng mà gã nghĩ nát óc thậm chí đã chuẩn bị sẵn hết mánh khóe để mà trả thù nhưng mà luôn bị các vị trưởng bối ở trong tiên môn ngăn cản thậm chí họ còn cảnh báo lưu mặt chân không được làm càng vì đó mà mối hận phương nguyên trong lòng của lưu mặt chân càng lúc càng sâu. Lần này Lưu Mặt Chân tự mình chạy sang đây lấy trộm và Lâm thảo, một trong những lý do khiến cho hắn làm vậy là vì trúc cơ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Hận Vương Nguyên cũng là một trong số nguyên nhân. Không phải là trưởng bối của Lưu Mặt Chân không cho phép gã trả thù Phương Nguyên, nguyên nhân chính là bọn họ e sợ. Phương Nguyên đúng chuẩn một vị đệ tử xuất thân hàng môn, không có chút bối cảnh nào đấy. Nhưng từ lúc hắn từ một đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử tiên môn thì đã được các trưởng lão trong tiên môn để mặt đến. Đến khi hắn tu luyện quyền hoàng nhất khí quyết có thành tựu lại càng trở thành thiên kiêu được quan tâm đặc biệt. Nếu không vị trí đại đệ tử chân truyền của Tiểu Trúc Phong không chỉ quyết định tùy tiện bằng một câu nói của dân trưởng lão được, ngay cả tông chủ cũng không hỏi gì thêm. Bây giờ ai mà dám trả thù Phương Nguyên thì sẽ trở thành kẻ thù của dân trưởng lão, thậm chí trở thành kẻ thù của tiền môn. Tiền môn mà nổi giận, Cá dòng họ nhà lưu mặt chân cũng không gánh nổi. Cũng vì đó mà nghiêm cơ càng cảm thấy Phương Nguyên thật sự đáng sợ. Phương Nguyên đang được nhiều người quan tâm không đáng sợ, nhưng khi hắn ý thức được tầm quan trọng của mình và lợi dụng tầm quan trọng của mình để uy hiếp người khác, thì sự đáng sợ này mới bộc lộ rõ ràng. Hắn nói rất đúng, cứ xem như hắn gây ra chuyện lớn đi nữa. Chỉ cần hắn còn hy vọng tu luyện thành công quyền hoàng nhất khí quyết, tiền môn sẽ không đối xử tệ với hắn. Thậm chí đợi đến khi hắn tu luyện thành công, tiên môn càng sẽ quan tâm đến hắn, giúp cho hắn lấp liếm chuyện này. Giờ đây, tất cả các thế lực ngứa mắt của Phương Nguyên chỉ có thể cố gắng mà chịu đựng, nhìn hắn trưởng thành từng ngày. Những suy nghĩ này khiến chút nghiêm cơ rùng hết cả mình nếu phương nguyên thật sự điên cuồng đến vậy thật sự sẽ giết người vậy chẳng phải là ngươi ngươi tránh ra ta nhận thua ngươi thả đệ tử của thằng tiêu phong ra đi chúng ta rút lui ngay mắt của nghiêm cơ nổi tia máu y nhìn sang đại trận ngập ngụa khói đen không đợi thêm giây phút nào nữa hắn không đánh cược nổi chỉ có thể nhận thua thôi nhưng mà đến lúc này phương nguyên vẫn giữ vẻ mặt hờ hững thấy y thu gọn thương lại, Phương Nguyên cũng thu kiếm, nhưng cơ thể hắn không có ý gì là muốn thả người, hắn lạnh lùng nhìn y nói: "Ai nói các ngươi nhận thua thì được rời khỏi đây chứ?" Nghiêm cờ bối rối, y phát hiện mình không hề hiểu được Phương Nguyên đang nghĩ gì. Y hét lên phát điên: "Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào đây? Rốt cuộc là ngươi muốn gì?" "Ta vừa nói đi thôi, nếu ngươi muốn cứu mạng bọn họ, thì viết thư nhận tội, quỳ xuống xin ta. Sắc mặt Phương Nguyên sắc lạnh, đây là thứ ta muốn đấy. Ngươi, ngươi! Lời lẽ ngang ngược, sắc sược và thái độ thờ ơ của Phương Nguyên làm bùng lên cơn thịnh nộ của nghiêm cờ. Ánh mắt của y hung hãn nhìn Phương Nguyên kèm theo sự căm thù và khó hiểu. Người đàn nói rằng bậy cái gì chứ? Chuyện này từ đầu đã không liên quan đến ta. Hà cớ gì lại làm khó ta chứ? Ta đã giải thích với ngươi rồi Ngươi cũng không tin tưởng Ta không biết rõ chuyện gì đã xảy ra mà Không biết rõ chuyện gì đã xảy ra Thì là không liên quan đến ngươi sao Hả Phương Nguyên lập tức ngắt lời y Lạnh nhạt nói tiếp Ngươi quản người không nghiêm Khiến xảy ra đại quả Chính là lỗi của ngươi Nghiêm cơ ngẩn cả người Ánh mắt mờ mịt nhìn Phương Nguyên Ngươi nói ta ngây thơ Thực ra người ngây thơ là ngươi đấy giọng phương nguyên lãnh đạm ngươi cho rằng điều ta muốn là hai chữ công bằng sao nực cười từ thời điểm ta nghe lén chu tiên sinh dạy học ở bên ngoài tiên tử đường ta đã hiểu rất rõ trên đời này không tồn tại hai chữ công bằng nói đến đây mũi kiếm sắc lẹm của phương nguyên dùng tới chém mấy đường khiến nghiêm cơ loạn choạng, lui về sau mấy trường nghiêm cơ giờ đây bị phương nguyên nói mất sạch ý chí chiến đấu Y nhận ra Phương Nguyên thật sự muốn mình giết thư nhận tội. Sắc mặt của Y trắng bệch, không còn một giọt máu, bờ môi rung lẩy bẩy. Nhưng ta, trước đây ta không hề biết bọn họ sẽ gây nên chuyện tài đình này. Giờ ta chỉ muốn xử lý sao cho ổn thỏa, ngươi cớ gì? Cớ gì ngươi nhất định là phải bắt ta gánh tội này chứ? Ta tự nghĩ ta trước giờ chưa từng đắc tội với ngươi, sao ngươi lại, ngươi lại hận ta đến thế? Ban đầu, khi tiến vào hồ ma thức, ta đã nhắc nhở ngươi trong lòng lưu mặt chân không phục ngươi. Ngươi nên lưu ý để mà tránh xảy ra đại họa Khi đó, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai. Bây giờ, sai lầm đã dở lỡ thành ra thế này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là mình cũng nên có phần trách nhiệm sao? Phương Nguyên vừa xúc kiếm vừa hét lớn. Điều quan trọng là thần Tiêu Phong và Tiểu Trúc Phong đã kết thù. Ngươi có thể đảm bảo thí luyện trong hồ má tức trùng điệp nguy hiểm Thần tiêu phong vượt qua ải này Thì sẽ không còn gặp phải trắc trở gì sao Hả? Cho dù bây giờ ngươi có cam đoan nhiều hơn nữa Ngươi thật sự có thể đảm bảo đệ tử tiểu trúc phong Và đệ tử thần tiêu phong bình an vô sự sao Ta Ta Hàng tá câu hỏi dồn dập Khiến cho mặt nghiêm cơ tái mét Y mở miệng nhưng mà á khẩu không trả lời được Hai tay của y rung bần bật ta ta có thể y có vẻ hơi chột dạ khi nói ra hai câu này nhưng phương nguyên lại chém thêm một kiếm lạnh lùng nói ta không tin kiểm thể của hắn vô cùng vô tận không ngừng chém về phía nghiêm cơ ngay lúc này nghiêm cơ chỉ có thể cố gắng hết sức lui về phía sau những câu hỏi của phương nguyên khiến cho y dao động một suy nghĩ lóe lên trong đầu của y y nghĩ y nên viết thư nhận tội là y không quản được lưu mặt chân cho nên chuyện mới đến nước này vậy thì y cũng phải chịu trách nhiệm hơn nữa tiểu trúc phong và thần tiêu phong đã kết quán lẽ nào còn có thể bình an vô sự nổi không ngay cả y cũng không tin được kể cả khi y có thể đón được đám người lưu mặt chân về nợ nần giữa hai đỉnh sau này dần dần rồi tính không phải y lòng dạ hẹp hòi mà đây là chuyện y thân là thủ lĩnh thần tiêu phong phải làm ba đệ tử tinh anh của thần Tiêu Phong đã bỏ mạng. Nếu y không làm vậy thì không xứng đáng làm đệ tử sư huynh thần Tiêu Phong. Tất cả mọi chuyện giờ đây bị Phương Nguyên vạch Trần tàn khốc. Ý nghĩ ấy đánh trúng tim đen của y. Nhưng mà chỉ một chốc sau lửa giận trong y lại bùng lên. Đạo tâm của y không yếu đuối như vậy. Y không nhanh chóng nhận thua như vậy đâu. Dù sao thì giết thư nhận tội là hành động quá nặng nề. Nếu y giết y có thể quỷ đi chính tiền đồ của mình. Ta, ta giết ngươi. Nỗi bất cam đến cùng cực, rốt cuộc vẫn khiến cho nghiêm cơ thét gạo, pháp lực tỏa ra từ người của y như núi lửa điên cuồng. Sáu năm trước, y được thăng chức lên trở thành đệ tử chân truyền, thực lực tất nhiên không hề yếu. Nhưng Phương Nguyên cũng không thua y, hai người bắt đầu đấu pháp, sức mạnh ngang ngửa nhau. Trong phút chốc, không tài nào phân thắng bại, đặc biệt là khi Phương Nguyên không cầu lập công, chỉ cầu không mắc thêm sai lầm nào nữa. Phương Nguyên càng chậm rãi, càng cẩn trọng buộc lấy y, thì y càng thấy khốn đốn không gì sánh bằng, tựa như là xa lầy vào dũng bùn không thoát ra được. Vào lúc bọn họ đang đấu pháp, có thể thấy đám khói đen dày đặc tiến vào trong đại trận. Độ dày của ma khí hắc ám khiến cho y giật mình. Không biết là chúng đệ tử trong trận bây giờ ra sao rồi nhiều ma khí hắc ám tụ lại thật ra không liên quan gì đến thực lực dù là ai đi chăng nữa cũng không thể chịu đựng quá lâu hoặc là chết hoặc là quá thành sinh linh hắc ám y không muốn chậm trễ một giây một khắc nào nữa y chỉ nghĩ mình phải đi cứu người những đệ tử kia bị dây lại bên trong âm phong tù sát trận không chỉ có cao thủ thần tiêu phong mà còn là huynh đệ gắn bó keo sơn với y nếu không thì y không thể dẫn theo bọn họ càng không yên tâm để cho bọn họ tham gia vào chuyện này nhưng hôm nay bọn họ bị nhốt trong đại trận mỗi hơi thở đều phải đối mặt với nỗi lo mất mạng nghĩ đến đây tim của y như bị ai xé toạt nếu những người này thật sự đều bỏ mạng chưa nói đến việc tai hòa ập lên đầu của y mà trong lòng của y cũng không thể chấp nhận được hơn nữa từ lúc đầu y không dám tin là phương nguyên tàn nhẫn đến mức này y cho là hắn chỉ nói suông vậy thôi chứ không dám làm chuyện tày trời như thế nhưng bây giờ y không tin cũng không được vì phương nguyên chính là một kẻ vô tình người như hắn là một kẻ máu lạnh mà ngươi ngươi điên rồi ngươi muốn giết sạch đệ tử thần tiêu phong có phải không thời gian cứ dần dơi đi nghiêm cơ không chịu được nữa y gào lên sao ngươi có thể độc ác như vậy chứ quỳ xuống viết thư nhận tội đi đứng trước câu chất vấn của nghiêm cơ giọng phương nguyên hững hờ dường như chẳng có chút cảm xúc nào trong đó thần tiêu phong quá mạnh tiểu trúc phong quá yếu nếu như các ngươi muốn trả thù bọn ta thì thật là đáng sợ ta không ngăn cản nổi nên chỉ có thể diệt trừ tai họa về sau chuyện đó chuyện đó không có khả năng đâu nghiêm cơ vội vàng đến tai mắt mũi như là muốn phun ra lửa Y nổi giận gầm lên một tiếng Liều mạng xuất chiêu hướng về phía phương nguyên Tất cả các loại pháp thuộc pháp bảo Y đều dùng cả Y xem phương nguyên là một kẻ tử thụ Y hận là không thể nghiền xương của phương nguyên thành tro Nhưng mà dưới thế tấn công điên cuồng của Y Phương nguyên vẫn bất động không dao động vững vàng như núi Quá giải thế công của nghiêm cơ Từng chiêu từng chiêu một Nghiêm cơ sư huynh Huynh vẫn không cam tâm sao trong khi nghiêm cơ liều mạng tấn công giọng phương nguyên bình tĩnh đến kỳ dị huynh muốn dựa qua cửa cô ta ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ nhưng mà ta nghĩ chỉ sợ sau nửa canh giờ đệ tử thần tiêu phong của huynh không còn lại mấy người đâu lời thốt ra khiến lòng nghiêm cơ nổi lên lửa giận khó tả bằng lời giọng y khẳng đặc. thủ đoạn của ngươi thật là độc ác ngươi xem tính mạng của đệ tử thần tiêu phong như trò đùa trong thiên môn dù lấy mạnh hiếp yếu nhưng mà cũng chưa từng thấy thủ đoạn của ai độc ác bằng ngươi mạng của đệ tử tiểu trúc phong các ngươi dùng mạng của hơn 30 đệ tử thần tiêu phong đền có phải không vậy cái thằng điên này trong mắt ngươi rốt cuộc mạng người có đáng gì không ta muốn đương ta nghiêm cơ không ngừng gào thét y muốn phát điên rồi y la hét rồi quỳ sụp xuống đất đôi mắt đỏ ngầu của y nhắm lại cả người y như là một quả bóng xì hết hơi. Ta, ta giết mà. Chương 122 Nhận tội trạng Là ta, là ta ham muốn bảo dược và làm thảo trong lãnh địa của Tiểu Trúc Phong, cho nên ta đã sai lưu mặt chân và vài đệ tử khác lẻn vào lãnh địa của Tiểu Trúc Phong. Nghiêm cơ sụp đổ rồi, y làm theo lời của Phương Nguyên, đem tất cả lời thú tội gõ vào một khối ngọc giảng, rồi gõ lên pháp ấn của chính mình y chắc chắn phải gánh giác hết chuyện lần này. Phương Nguyên cũng biết lời thú tội của Nghiêm Cơ có phần không phải là sự thật, dù là Nghiêm Cơ hay là Lưu Mặt Chân, không có bản lĩnh lớn đến vậy, cũng không trình độ biết trước ở trong lãnh địa của Tiểu Trúc Phong lại có loại bảo dược này. Thậm chí, Phương Nguyên đã tin tưởng rằng Nghiêm Cơ không hề biết về chuyện Lưu Mặt Chân gây ra, nhưng mà mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi. Mà hắn chỉ muốn Nghiêm Cơ quy thuận hắn, có được thư thừa nhận tội trạng của nghiêm cơ rồi, hắn mới có thể tiếp tục làm những chuyện khác. Sau này không cần phải lo lắng nữa. Người, người mau thả đệ tử thần tiêu phong ra đi. Nghiêm cơ viết xong thư nhận tội, cả người của y mất hết sức lực, không đứng lên nổi, y chỉ biết không ngừng cầu xin Phương Nguyên. Gấp cái gì chứ? Phương Nguyên cất kỹ ngọc giảng, nhưng mà vẫn chưa thu kiếm lại. Đó là mạng người đó, đều là tính mạng của đồng môn mà. Nghiêm cơ đột nhiên biến thành một ngọn núi lửa phun trào muốn nhảy dựng lên để liều mạng với Phương Nguyên. Bọn họ sẽ không có chết đâu. Phương Nguyên bình thản nói, giờ nãy ta chỉ gạt ngươi thôi. Nghiêm cơ bỗng đực cả người ra, nhất thời không biết nói gì, mắt quy trợn tròn. Ta đã thay đổi vài chỗ trong âm phong tù sát, ở tử môn lập một đường dẫn phong trận. Nếu như mà khí hắc ám, tụ lại vị trí của bọn họ thì sẽ chỉ đi vào bằng sinh môn và đi ra theo được tử môn. Nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng mà người ở trong trận đơn giản chỉ là bị nhốt lại đây thôi, trên thực tế không hề nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, đây cũng là 30 đệ tử tiên môn với tu di tinh thâm, nếu mà giết thật thì... Phương Nguyên như đang kể chuyện giặt giảnh thường ngày, mặt mày thờ ơ, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hậu quả quá nghiêm trọng. Ngươi, Ngươi dám lừa ta. Sắc mặt của nghiêm cơ từ đỏ chuyển sang trắng rồi từ trắng chuyển thành xanh. Y tức giận đến nhảy sồm lên. Xoạt một tiếng, trường kiếm của Phương Nguyên đột ngột chỉ vào mặt của Y. Hàng khí trên kiếm áp chế khiến cho Y không thốt nên lời. Tạp dũng, còn định giết cả người đấy. Lời của Phương Nguyên nói còn nặng hơn là hàng khí trên kiếm của hắn. Hắn vô cùng nghiêm túc. Ta không biết ngươi liệu có cam tâm tình nguyện vì tính mạng của đệ tử thần Tiêu Phong mà gánh lấy phần tội này không? Lúc nãy, chính ta cũng đang đánh cược. Nếu ngươi giết thương nhận tội thì tốt, nhưng mà nếu ngươi không giết thương nhận tội thì ta chỉ có thể giết ngươi trước khi đệ tử thần Tiêu Phong đánh vỡ đại trận. Ý định giết người của Phương Nguyên khiến cho tim của nghiêm cơ không chịu được thoát lên một cái. Y chợt nghĩ Phương Nguyên đang nói sự thật việc này khiến y tạm thời khó lòng mà tiếp nhận ta đến giờ vẫn không hiểu tại sao ngươi lại hận ta chứ ta đã nói rồi ta nhầm vào ngươi không liên quan gì đến nợ cũ hết thấy ánh mắt tuyệt vọng quy giọng của vương nguyên dịu hẳn hắn nhẹ giọng nói tiếp thần tiêu phong quá mạnh quá cuồng giọng các ngươi cho ta cảm giác các ngươi còn đáng sợ hơn yêu ma trong hồ ma tức này nếu ta không chú ý đến thần tiêu phong các ngươi ai biết sau này các ngươi còn đem phiền vứt gì cho tiểu trúc phong dù cho ngươi không đến nỗi nào nhưng mà ta không thể không thừa nhận một chuyện nói đến đây phương nguyên hơi ngập ngừng rồi chuyển sang trạng thái lạnh lùng như cũ ngươi không quản được đệ tử thần tiêu phong cũng chính vì thần tiêu phong quá nguy hiểm cho nên ta không thể tiếp tục làm lơ để các ngươi làm loạn Giọng nói của Phương Nguyên rất bình tĩnh Nhưng mà nghiêm cơ lại nghe ra một hàm ý khác Y nuốt nước bọt rung giọng nói Người, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Phương Nguyên liếc nhìn Y thản nhiên nói Đương nhiên là muốn lấp vị trí đang trống này của ngươi bằng một người khác Quá ra, quá ra là ngươi muốn đoạt vị trí chỉ huy thần tiêu phong của ta Xoẹt một tiếng Nghiêm cơ băng nãy còn hơi mơ màng đột ngột giật mình phản ứng lại, tất cả những hoài nghi quy đã có lời giải, khó trách Vương Nguyên nhất quyết bắt y viết thư nhận tội, khó trách hắn không thù không oán mà lại muốn đem lòng giết mình. Quả ra hắn chẳng phải cầu công bằng gì mà cũng chẳng có muốn trả thù gì, hắn muốn nắm gọn cả thần Thiêu Phong vào trong tay. Nghiêm Cơ trong phút chốc còn tưởng mình nghe nhầm y chỉ cảm thấy những lời của vương nguyên nói lúc nãy tựa như là một câu chuyện bành trướng giả tâm nực cười vô cùng y không nhìn được bật cười sao ngươi nằm mơ đấy à ngươi cho là đệ tử thần tiêu phong sẽ phục ngươi sao ừm vậy thì chúng ta cứ chờ xem đi Phương nguyên không nhiều lời chỉ hờ hững đáp lại vài chữ đại trận của Tiểu rút phong rốt cuộc đã bị đánh dở, mấy điểm ngọc phù phía ngoài cũng đã bị vỡ trước nhất Tiếp đến là các đường linh quang dần tắt ngóm, màn khói đen dày đặc cũng dần tản đi. Đại trận bị xé toạc một mảnh, các đệ tử của thần Tiêu Phong chạy thoát thân từ lộ họng đấy ra, mặt mày ai nấy đều mờ mờ mịt mịt. Bằng nãy bị nhốt cả nửa ngày ở trong trận, bọn họ có phần quan mang quảng sợ, nhưng không bao lâu sau, bọn họ phát hiện ra đại trận chẳng qua là nhốt bọn họ lại, chứ mà khí hắc ám vốn dĩ không tụ về phía bọn họ, ma khí đi vào đại trận rồi đi ra bằng một con đường khác. Đến lúc ấy mọi người mới bình tâm lại. Giờ thì đã ra được bên ngoài, bọn họ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa tới nơi, bọn họ nhìn thấy ngay một đám đệ tử tiểu trúc phong. Bọn họ đứng trên một ngọn núi thoải từ trên cao nhìn xuống vì đại đệ tử chân truyền tiểu trúc phong, người mặc thanh bào tay cầm bảo kiếm, người đứng thẳng thóm mà ngay bên cạnh đại đệ tử chân truyền là nghiêm cơ sư huynh đang quỳ. Trên người của nghiêm cơ xuất hiện dài đường phong cấm, nhìn như là phạm nhân. Nghiêm cơ sư huynh? Các người, các người thật to gan, dám đả thương nghiêm cơ sư huynh của ta. Đám đệ tử thần tiêu phong thấy cả nấy lập tức nổi đoá. Bọn họ định cùng nhau lao qua đó, phải đánh cho đã tai. Lùi lại! Ngay lúc này, vẻ mặt Phương Nguyên đột ngột thay đổi, hắn rút bảo kiếm ra khỏi vỏ thành kiếm sáng chói đáng sợ chĩa về phía trước lần này hắn sẽ không nương tay nữa thậm chí có phải dùng đến quyền hoàng nhất khí kiếm khí của hắn mạnh đến đáng sợ kiếm khí ập về phía mấy vị đệ tử thần tiêu phong khiến cho bốn năm người ngã sóng xoài thế tấn công của đệ tử thần tiêu phong cũng bởi đó mà khựng lại đệ tử thần tiêu phong nghe rõ đây ta là phương nguyên đại đệ tử chân truyền thanh dương của tiểu trúc phong mặc dù không cùng nhánh với đệ tử thần tiêu phong các ngươi nhưng mà khi hành tẩu ngoài tiên môn vào thời điểm cần giải quyết việc gấp ta có quyền tùy cơ ứng biến đệ tử thanh dương tất cả phải tuân theo giọng nói của vương nguyên ẩn chứa pháp lực âm thanh của hắn vang vọng chấn động bốn phía đệ tử thần tiêu phong nghe vậy đều hoang mang thế tấn công chậm lại bọn họ thắc mắc nhìn vương nguyên Phương Nguyên liếc nhìn đám đệ tử thần tiêu phong, tay dơ cao ngọc giảng mà nghiêm cơ viết lên. Hắn trầm giọng. Này có đệ tử chân truyền thần tiêu phong là nghiêm cơ, quản lý không nghiêm, sinh lòng tư lợi, kích động tiên môn nội đấu, thật sự tội ác đầy trời. Bây giờ đã nhận tội trạng, ta thân làm đại đệ tử chân truyền, đã hành kiếm dương quy, hiện đã bắt được hắn, đợi thí luyện kết thúc sẽ giao hắn cho tiên môn xử trí. Sao? Cái gì chứ? Ngươi, ngươi lại tính làm gì? Ngươi có tư cách ngồi vào vị trí chân truyền của thần Tiêu Phong sao? Hắn nói là nhận tội, mà, mà nhận tội gì chứ? Đám đệ tử thần Tiêu Phong loạn cào cào, người mắng chửi có, người nghi ngờ có, thậm chí có người còn muốn xông lên phía trước. Phương Nguyên không dài dòng, đi một đường kiếm thế, kiếm khí lướt tới khiến cho mặt đất xuất hiện một rãnh sâu quắm, cực kỳ đáng sợ ai dám vượt qua đường này đều là đồng phạm của nghiêm cơ phương nguyên nghiêm giọng hét lớn hắn ép hết tất cả âm thanh của đệ tử thần tiêu phong xuống rồi dùng một đường thần niệm gõ hết vào ngọc giảng trong ngọc giảng đầy ấp những đường linh quang rời rạc dùng thần niệm tác động liền cảm nhận được lời nhận tội của nghiêm cơ lời nói rõ ràng rành mạch đám đệ tử thần tiêu phong ngơ ngác trong ngọc giảng đúng là thần niệm và khí cơ của nghiêm cơ không giả được hơn nữa, bọn họ phát hiện ra dù cấm chế trên người của nghiêm cơ đã rơi xuống nhưng lại không có thương tích gì. Cũng có thể nói là Phương Nguyên không hề động vào y, cũng không sử dụng thủ đoạn hay là ác hình nào cưỡng ép nghiêm cơ giết thương nhận tội. Nếu chuyện thật là như thế, bọn họ nhất thời đều choáng váng đầu óc. Trong chuyện này, chắc chắn là có nội tình. Bọn ta không tin, ngươi thả nghiêm cơ sư huynh ra đi. Vẫn có kẻ không cam lòng tâm tình bị kích động, muốn lao tới. Sự thật đều ở đây rồi, ngươi còn không chịu thừa nhận à. Ánh mắt của Phương Nguyên lạnh lẽo, trường kiếm trong tay xuất ra, yêu ấn trên thân kiếm hiện ra vô cùng rõ nét, hắn nghiêm giọng quá. Ta thân là đại đệ tử chân truyền thanh dương, pháp kiếm nắm trong lòng mặt tay, chỉ chuyên dùng để chém những kẻ nghịch phản, các ngươi nếu ai không phục, có thể đến thử xem. Cái này, nghiêm cơ sư huynh làm sao vậy chứ? khí thế của đệ tử thần tiêu phong trong phút chốc chạm đáy mặt mày ai nấy đều hoang mang lo sợ chuyện lưu mặt chân cướp và lam thảo của tiểu trúc phong cho nên bị giam không phải là tất cả đệ tử thần tiêu phong đều biết chuyện nghiêm cơ tới cướp người về cũng chỉ có một bộ phận đệ tử nồng cốt mới biết được nội tình những người khác đến bây giờ vẫn mong lung chưa hiểu gì nhưng mà dù sao đi chăng nữa bọn họ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này việc nghiêm cơ nhận tội trước phương nguyên thế nào chuyện này vẫn chưa được làm rõ nhìn sang đạo kiếm của phương nguyên chém xuống quả thật là không ai dám vượt qua một là phương nguyên cho bọn họ thấy thực lực của hắn thực sự là rất mạnh để bọn họ kiên dè hai là phương nguyên lấy danh nghĩa là đại đệ tử chân truyền ra nói chuyện dựa vào việc hắn nắm trong tay tội trạng của nghiêm cơ chuyện này là hợp tình hợp lý lý lẽ của hắn rõ ràng chặt chẽ khiến cho đám đệ tử thần tiêu phong có phần kính sợ bằng không đã xông lên đánh hắn rồi trong quy tắc của thanh dương tông đại đệ tử chân truyền có địa vị cao hơn cả có quyền tùy cơ ứng biến nếu đại đệ tử chân truyền của thần tiêu phong có ở đây bọn họ chắc chắn chả thèm để ý đến phương nguyên thậm chí nếu nghiêm cơ bị phương nguyên bắt giữ thì cũng không cần phải giết thư nhận tội bọn họ không đến mức thành rắn mất đầu thế là cũng chẳng phải để ý đến phương nguyên làm gì nữa nhưng mà với cục diện bây giờ thì Ai mà dám đi thử kiếm của Phương Nguyên chứ Trong lúc mọi người còn đang mờ mịt Thì có vị đệ tử phản ứng nhanh Nghĩ ra một vấn đề Thần Tiêu Phong có hai đại chân truyền Lưu mặt chân bị thương nặng hôn mê Nghiêm cơ thì bị bắt Vậy tiếp tới thí luyện của bọn họ phải làm sao đây Kiếm của Phương Nguyên nắm chắc trong tay Hắn im lặng hồi lâu Đệ tử thần Tiêu Phong cũng dần yên tĩnh trở lại không ai dám vượt qua vết kiếm băng nãy hắn gật đầu nhẹ bình tĩnh nói việc nghiêm cơ sư huynh làm loạn thư nhận tội đã có ở đây không cần phải nhiều lời nữa lưu mặt chân tự tiện xông vào lãnh địa của tiểu trúc phong tội cũng khó thoát song thần tiêu phong giờ như rắn mất đầu thì là một vấn đề lớn nghe hắn nói đến đây đệ tử thần tiêu phong lại rối tung rối mù người thông minh nhạy bén đã hiểu được ngụ ý của phương nguyên tên đệ tử hàng môn như ngươi chẳng lẽ muốn làm thủ lĩnh của đệ tử thần tiêu phong hắn thật là ảo tưởng mà chẳng hiểu tự tin đâu ra nữa đủ loại suy nghĩ dấy lên trong lòng của đệ tử thần tiêu phong muốn thốt ra khỏi miệng nhưng mà không ngờ phương nguyên bỗng quay đầu nhìn về phía tiểu lạc tiêu đứng sau lưng hắn hắn thản nhiên nói lăng sư tỷ ta chỉ phụ trách bắt người chuyện nội bộ của thần tiêu phong ta không xen vào tỷ vốn là đệ tử của thần Tiêu Phong, chuyện này tỷ làm chủ đi. Hả? Đám đệ tử thần Tiêu Phong há hốc mồm, ngơ ngác nhìn về người đứng phía sau Phương Nguyên. Chương 123 Hai Phong Liên Minh Gây chuyện đủ chưa vậy? Đệ tử thần Tiêu Phong Lăng Hồng Ba đứng phía sau Phương Nguyên chậm rãi bước tới. Ánh mắt của nàng nhìn hết một lượt đám đệ tử lạnh giọng quát. Từ đầu tới cuối, Chuyện này ta đã tận mắt chứng kiến, thật sự là quá trơ trẽn. Thần Tiêu Phong đã là một tranh ngũ đỉnh của Thanh Dương, từ trước đến nay quy củ nghiêm ngặt, giữ tâm chính trực. Từ khi nào lại biến thành một dũng bùng tanh hô như thế chứ? Đúng là sỉ nhục thần Tiêu Phong, phải nghiêm trị. Trong số các ngươi, ai là người biết chuyện, ai là người không, thì trong lòng các ngươi tự rõ. Nay kẻ làm loạn đã bị bắt, ta thân là đệ tử thần Tiêu Phong, thực lực cũng cao hơn các ngươi phần thí luyện sắp tới ta sẽ làm thủ lĩnh các ngươi có ai không đồng ý không đệ tử thần tiêu phong ngơ ngác cả lượt bọn họ trước đây kiêu căng ngạo mạn dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không chịu khuất phục người khác ban nãy nghe những lời của phương nguyên nói bọn họ cứ tưởng phương nguyên muốn nhúng tay vào thần tiêu phong khiến cho bọn họ lòng đầy căm phẫn cảm thấy tên đệ tử hàng môn này quá sức tự cao nhưng không ngờ hắn không phải đưa mình vào mà lại đẩy vào tay của tiểu lạc tiêu lăng hồng ba lăng hồng ba vốn là đệ tử thần tiêu phong nàng xét về tu di thực lực hay là bối cảnh đều rất mạnh xét về tư cách nàng nhập môn từ 10 năm về trước trong hàng đệ tử thần tiêu phong hiếm có người nhập môn lâu hơn nàng luận về thực lực trước đây nàng từng tranh đoạt vị trí chân truyền với lưu mặt chân nhưng lại bị gã đánh bại số xuôi cả thôi bình thường ở thần tiêu phong phía trên bị đại sư huynh chân truyền áp chế phía dưới bị lưu mặt chân suốt ngày gây khó dễ nàng mới trốn ở linh dược giám để mà sống vui vẻ yên bình nhưng mà giờ đây đại sư huynh chân truyền thần tiêu phong không còn nữa không ai quản được nàng nghiêm cơ và lưu mặt chân cũng không xen miệng vào nổi nữa bây giờ nàng muốn tranh thủ cơ hội đoạt vị trí thủ lĩnh thần tiêu phong thì còn kẻ nào dám nói nàng không đủ tư cách chứ đáng sợ hơn là vào lúc này những người có tư cách tranh quyền thủ lĩnh sau nghiêm cơ cũng chỉ có vài đệ tử thân thiết của nghiêm cơ và lưu mặt chân nhưng mà lời tiểu lạc tiêu lăng học ba nói ra đã phá vỡ đường lưu của họ nghiêm cơ đã nhận tội trạng nếu tra cứu trách nhiệm những kẻ này cũng khó thoát có mọc cả trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi thậm chí phương nguyên có thể mượn lý do này để mà chém luôn bọn họ ấy chứ vậy cho nên dưới tình huống bản thân cũng khó toàn mạng thì ai còn tâm trạng đâu mà tranh đoạt thủ lĩnh cũng chính bởi vậy cho nên khi tiểu lạc tiêu lăng hồng ba nói xong trong phút chốc không có ai lên tiếng phản đối song tiểu lạc tiêu rõ là không hài lòng nàng thấy vẻ mặt phức tạp của đám đệ tử thần tiêu phong đang nhìn mình nàng tức giận quát lên một lần nữa giờ ta muốn làm thủ lĩnh thần tiêu phong các ngươi có đồng ý không bọn ta bọn ta ta cảm thấy nếu lăng sư tỷ thì được à đúng vậy trừ lăng sư tỷ ra thì còn ai có thể dẫn dắt chúng ta nữa chứ đám đệ tử thần tiêu phong bị tiếng hét của tiểu lạc tiêu làm cho giật mình bình thường tiểu lạc tiêu cũng không phải là người hiền lành gì đệ tử thần tiêu phong không dám đắc tội với nàng giờ vị thế của nàng mạnh hơn người nàng mạnh miệng lại chẳng có ai dám đứng ra phản đối thì chúng đệ tử còn lựa chọn nào khác nữa chứ âm thanh đồng ý thưa thớt dần gian lên càng ngày càng nhiều tốt tốt lắm các ngươi cũng không cần phải khó xử dù sao ta cũng là đệ tử thần tiêu phong điều này chưa bao giờ thay đổi trận thúy luyện lần này ta sẽ tận tâm tận lực giúp các ngươi thành công vượt qua khó sau này có chuyện gì phiền phức ta cũng sẽ đứng ra giải quyết thấy vậy tiểu lạc tiêu mới gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói tuân tuân theo lời của lăng sư tỷ phân phó chúng đệ tử thần tiêu phong nhất trí đồng thanh đáp nếu đã vậy thì ta sẽ đưa ra quyết định đầu tiên tiểu lạc tiêu quay lại nhìn phương nguyên nàng gật đầu rồi đi thẳng về phía trước nàng đi đến rảnh sau nơi phương nguyên chém một kiếm xuống ban nãy tiến đến cùng với đám đệ tử thần tiêu phong không biết nàng nói gì chỉ biết chúng đệ tử thần tiêu phong ai nấy đều có phần lưỡng lự thậm chí là kinh ngạc nhưng sau một hồi lâu thảo luận, khuôn mặt của bọn họ xuất hiện đủ loại biểu cảm, cuối cùng cũng trở thành biểu cảm cam chịu. Dài dị đệ tử thần Tiêu Phong liếc nhìn Phương Nguyên, ánh mắt có phần quán hận. Ngươi, ngươi thậm chí còn sắp xếp cả chuyện này nữa à? Phương Nguyên lặng lặng, đứng chờ đám đệ tử thần Tiêu Phong bàn bạc, vô cùng kiên nhẫn. Đám đệ tử Tiểu Trúc Phong ngạc nhiên, đứng xem sự việc, cũng không tưởng tượng nổi tình hình xoay chuyển nhanh chóng đến vậy tên nào tên nấy cứ thộn cả ra việc đã đến nước này có thể nói là ngoài tiểu kiều sư muội và lục quang thanh có rất nhiều người không biết rốt cuộc là đang có chuyện gì nghiêm cơ kẻ đang quỳ gối bên cạnh phương nguyên bỗng thở dài một tiếng y yếu ớt truyền một đường thần niệm sang phương nguyên y đang bị cấm chế không động đậy được cũng không nói được chỉ có thể dựa vào thần niệm truyền âm đây vốn là sắp xếp của ngươi từ ban đầu phải không phương nguyên quay sang nhìn y bình thản nói không kết quả này tốt hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều nghiêm cơ tiếp tục chật vật truyền thần niệm nhưng nhưng tiếp theo ngươi muốn làm gì có một điều ta có thể cam đoan là ta sẽ không khiến đệ tử thần tiêu phong khó xử thậm chí có thể giúp bọn họ thông qua thí luyện lần này phương nguyên yên lặng một hồi mới bình tĩnh mở lời sau đó đưa tay kéo nghiêm cơ lên để y không phải quỳ nữa hắn lệnh cho chúng đệ tử kéo nghiêm cơ về phía sau đừng để y chịu cực chăm sóc y cho tốt đám ba người lưu mặt chân bị thương cũng đã bị thương rồi chết thì cũng đã chết rồi không cần phải để ý đến bọn họ tiểu trúc phong chăm sóc ba người bọn họ như thế nào đã là tổn hao sức lực lắm rồi vì thanh danh của thằng tiêu phong chúng ta chỉ có thể làm thế này nghiêm cơ sư huynh huynh ấy dù sao cũng chỉ có thể là ngay lúc này, đám đệ tử thần tiêu phong thương lượng đã cho ra một kết quả, mọi người thở dài bất đắc dĩ. Danh dự thần tiêu phong quý, sư huynh cũng quý, lợi ích không quan trọng, ta mong chúng sư đệ hiểu lời này của ta. Nét mặt của tiểu lạc tiêu lăng hồng ba nghiêm túc, nàng dứt lời, quay người đi về phía phương nguyên, nàng đi tới rảnh sâu thì dừng lại, dẫn đứng cùng với chúng đệ tử thần tiêu phong, nàng cất cao giọng. Phương Nguyên sư huynh chuyện âm mỹ ban nãy đệ tử thần tiêu phong ta cũng bị thương không ít người nếu muốn thông qua thí luyện sợ là có sức đấy nhưng mà chưa chắc được giờ ta là thủ lĩnh thần tiêu phong ta cũng không thể đảm bảo được khả năng thông qua thí luyện là bao nhiêu ta bằng lòng liên minh với tiểu trúc phong chúng ta cùng tiến cùng lui ý của huynh thế nào cái gì thần tiêu phong mà lại muốn liên minh với tiểu trúc phong của chúng ta hả đây đây là chủ ý gì vậy chứ đám đệ tử tiểu trúc phong nghe xong mà lòng đầy kinh hãi trước đây thần tiêu phong nói muốn liên minh với tiểu trúc phong nhưng lại đưa tiểu trúc phong ra đầu sóng ngọn gió chịu khổ bây giờ lại muốn liên minh tiếp xong còn nói thế này tuy là ý nghĩ hơi gàn dở đấy nhưng mà không ai bình phẩm gì dù sao thì đám đệ tử tiểu trúc phong cũng không bị ngu bọn họ biết tình hình bây giờ khác biệt lớn đến nhường nào phương nguyên nghe xong câu này sắc mặt không đổi hắn đáp tài nguyên phân chia thế nào? Tiểu Lạc Tiêu bình thẳng đáp. Ba bảy, bảy phần tài nguyên của thần Tiêu Phong sẽ thuộc về Tiểu Trúc Phong. Đệ tử Tiểu Trúc Phong nghe đến há hốc miệng mồm, bọn họ không tin vào tay của mình. Thần Tiêu Phong giao bảy phần tài nguyên cho Tiểu Trúc Phong. Ồ, nhiều quá vậy. Bọn họ nhất thời nghĩ đây là chuyện cười hay gì á. Nhưng mà nhìn mặt đám đệ tử thần Tiêu Phong như bị cắt mất thịt bọn họ trước giờ luôn mang dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt càng làm cho đám đệ tử tiểu trúc phong không tin vào mắt mình đám đệ tử thần tiêu phong mà lại đi đáp ứng điều kiện này thật à phương nguyên dường như đã liệu được việc này hắn gật đầu nói nói luôn điều kiện còn lại của các ngươi đi lời dự dứt xung quanh yên tĩnh mọi người đều im lặng lắng nghe tiểu đặc tiêu hít sâu một hơi trầm giọng nói sự việc lần này tạo thành tổn thất lớn cho cả hai phong chúng ta. Ta biết khó mà làm dịu cơn giận của chư vị sư huynh sư đệ tiểu trúc phong. Nên bọn ta bằng lòng lấy bảy phần tài nguyên của thần tiêu phong ra để bồi thường. Hơn nữa, trong quá trình thí luyện, bọn ta sẽ tận lực giúp đỡ tiểu trúc phong. Ta chỉ có một điều kiện duy nhất. Sau khi thí luyện kết thúc, huynh đừng báo cáo chuyện này lên tiên môn. Dù tội của nghiêm cơ sư huynh là thật hay là giả đi nữa, hãy giao nghiêm cơ sư huynh cho thần tiêu phong bọn ta xử lý có được không lời này nói ra chúng đệ tử thần tiêu phong đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phương nguyên ánh mắt của bọn họ lo lắng lẫn bất an chúng đệ tử tiểu trúc phong nghe xong cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ thảo nào mà thần tiêu phong sẵn sàng trả cái giá lớn đến như thế trên thực tế thực lực của bọn họ hôm nay vượt xa tiểu trúc phong sở dĩ bọn họ tình nguyện chịu thiệt thòi như vậy là vì muốn dùng cái giá này mà đổi là một lời hứa của tiểu trúc phong bọn họ muốn mang chuyện của nghiêm cơ về xử lý nội bộ bằng không chuyện này một khi đã báo lên tiên môn hai kẻ lưu mặt chân và nghiêm cơ ắt không có kết quả tốt đẹp gì không chết thì cũng bị quỷ tiền đồ thậm chí còn liên lụy tiếng xấu cho thằng tiêu phong còn nếu để thằng tiêu phong tự xử lý ít nhất là bọn họ còn có con được sống vết thương của lưu mặt chân ai cũng đã thấy dù sao thì cũng đã phế rồi nhưng mà còn số phận của nghiêm cơ y có thể đổi lấy chút hy vọng sống bằng lời hứa này suy nghĩ kỹ xong đám đệ tử tiêu trúc phong nhìn về phía phương nguyên chờ câu trả lời của hắn điều kiện thần tiêu phong đưa ra đã tốt hơn với dự đoán của bọn họ nhiều bọn họ hận là không thể bắt phương nguyên nhận lời mau đi song chẳng ai dám hối thúc phương nguyên cả phương nguyên không suy nghĩ quá lâu trầm tư một lúc hắn quan sát phản ứng của đệ tử tiểu trúc phong xong bỗng bật cười hắn nói vọng về phía tiểu lạc tiêu lăng hồng ba được điều kiện của các ngươi ta có thể đáp ứng nhưng mà chia tài nguyên thì không cần bảy phần hơi nhiều ta cũng không thể để cho đệ tử thần tiêu phong đi một chuyến công cốc được chia cho bọn ta ba phần tài nguyên là được rồi ôi thật sao trời ạ à, vậy là tốt lắm rồi đa tạ phương nguyên sư huynh nghe phương nguyên nói xong đám đệ tử thần tiêu phong mặt mày mừng rỡ thậm chí còn không dám tin nữa giao bảy phần tài nguyên cho tiểu trúc phong thì bọn họ chẳng còn lại được bao nhiêu chia ba phần thì còn chấp nhận được không riêng gì bọn họ chúng đệ tử tiểu trúc phong cũng thở hắt ra bảy phần tài nguyên của thần tiêu phong quá nặng bọn họ không dám chìa tay ra nhận nếu là ba phần thì miễn cưỡng nhận cũng được trong lúc mọi người đều vui vẻ phương nguyên Bình Tĩnh hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu, khẽ gật đầu. Những điều kiện liên minh này hắn đã bí mật thương lượng với Tiểu Lạc Tiêu từ lúc trước rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 28 đại. Các bạn vừa nghe xong tập 28 đại kiếp chủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, thân ái, chào tạm biệt.